tuyển nữ Việt Nam quyết không nản lòng trước núi cao. Nếu xem từng phút từng giây được thi đấu ở World Cup là trải nghiệm quý giá, đội tuyển nữ Việt Nam hiển nhiên đã lãi lớn, dù chưa có điểm số nào sau hai trận đầu tiên. So với trận thua 0-3 trước Mỹ ở ngày ra quân World Cup 2023, thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu chiều 27 tháng 7 để lại cảm xúc nuối tiếc nhiều hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như cùng đồng đội đã chơi tấn công dồn dập trong những phút đầu. Phối hợp có đường nét, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định các cầu thủ đã thực sự tin rằng có thể đá sòng phẳng với Bồ Đào Nha. Tuy diễn biến sau đó cho thấy đối thủ vẫn đẳng cấp hơn đội tuyển nữ Việt Nam về mọi mặt, nhưng niềm tin của các cầu thủ nữ, dẫu chưa đúng thực tế, vẫn là điều đáng trân trọng. Đó là niềm tin xuất phát từ năng lực bản thân, cùng khát khao làm nên chuyện ở sân chơi quá tầm, trước đối thủ vượt trội. Đội tuyển nữ Việt Nam không muốn đá với tâm thế chịu trận, mà sẵn sàng tổ chức tấn công, đặc biệt trong hiệp 2 trận gặp Bồ Đào Nha với những pha tấn công có đường nét. Trong những thất bại đã nằm trong dự tính bởi chênh lệch quá lớn về chuyên môn, những điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là câu chuyện cũ. Thể hình, thể lực, tốc độ, sức dướn, khả năng giữ thăng bằng đến kỹ thuật cơ bản, Huỳnh Như cùng đồng đội đều thua kém đối thủ. Hình ảnh Dương Thị Vân phải theo kèm đối thủ cao hơn đến. Một cái đầu ở trận gặp Bồ Đào Nha đã tượng trưng cho chênh lệch mà muốn khỏa lấp, đội tuyển nữ Việt Nam có lẽ cần thêm nhiều thế hệ cầu thủ. Tuy nhiên, gặp thử thách khó không quan trọng bằng thái độ đương đầu với thử thách. Trên khía cạnh này, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung dù còn thiếu sót về chuyên môn và phải sửa đổi sau từng trận, nhưng vẫn cho thấy thái độ, tinh thần thi đấu quyết tâm. Đội tuyển nữ Việt Nam không có tầm vóc như Hà Lan, nhưng họ bù đắp cho sự mong manh này bằng tinh thần chiến binh, buộc tất cả đối thủ không được phép sơ sẩy, tờ A Bowler của Bồ Đào Nha ngợi khen. Bước ra thế giới để hiểu rằng mình còn nhỏ bé, khiêm tốn và cần phải nỗ lực hơn, đó là phần thưởng không phải đội nữ nào cũng được nhận, đặc biệt ở khu vực vùng trũng, Đông Nam Á, tinh thần thi đấu có thể bù đắp phần nào khoảng cách về chuyên môn, nhưng để đi đường dài và thực sự phát triển lên tầm cao mới, đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung cần nhiều hơn quyết tâm thuần túy. Đó là thái độ tích cực khi đứng trước những ngọn núi lớn. Dự World Cup để học hỏi đối thủ không chỉ ở đấu pháp, thể lực hay sức mạnh mà còn tận dụng cú hích từ sân chơi này để phát triển bóng đá nữ. Làm thế nào để chăm bẵm thế hệ tương lai, trước mắt là lứa U17, U19, để có thể lực, sức mạnh tốt hơn, kinh nghiệm thi đấu dạn dày hơn. Có thể chưa thắng được những đội bóng hàng đầu, nhưng sẽ chơi tốt hơn ở những lần gặp gỡ sau. Hay trước mắt là xây dựng lộ trình ra sao để đội tuyển nữ Việt Nam trở thành khách quen ở World Cup, đảm bảo được đà tiến bộ. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đặt chân đến World Cup để biết rằng núi rất cao. Chinh phục ngọn núi ấy thế nào là hành trình dài. Những giọt mồ hôi đổ xuống của đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay càng giá trị hơn nếu nó tạo nên nền tảng để bóng đá nữ Việt Nam tiến gần hơn với đẳng cấp thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.